Được.
Đây bên này nữ ngon ở mình không ngại. À, ngại biết đâu tối nay tôi đâu có biết ông bà con, tôi sợ mấy bà này hãm hiếp ông rồi mau chắc bắt cái kỳ tử rồi mà tiếng. Cậu quay trang luôn. Để cặp ống mày không? Đây là bị xưa. Phải giật mình. Tự nhiên mình đừng có để mà tôi đứng vô đây. Đứng vô trong đây từ. Okay. Alo. Cái gì nói đây? Ghê mà ghê mới, đừng đi ghê cũ nha. Không ghê đi ghê.
dây chạy ra. Rồi lên bờ đi. Lớn không? Không không. Không. Ai cho con miếng rồi. Để mà anh chụp cho em tắm này chuối. Ai chụp ra nhìn cái sóng kìa. Đây biểu con chuối nó chụp. Riêng đây là gái gì? Ninh Hòa hả? À sông cầu đây, gái sông cầu đây. Trời ơi nó hung ghê, cái này nó có nhỏ. Nhà mình ơi, đi mình ơi. Công nhận là không xem chứ mà đừng có giỡn nó, thè nó nằm im mà chọc điên nó cũng được à. Được. Ê luôn cũng được. Cũng được cái tua. Từ từ để
máu lạnh, động vật máu lạnh. Đâu chụp chưa? Ai chụp chụp cho tôi quay phim mà. Không rảnh đâu chụp. Cô đỡ cái đầu nó ra ngoài cô ơi. Ôi lạnh ngắt rồi đó. Chụp lại lấy đi. Khi còn ngậu động chứ khi chết. Còn chưa sao chụp đồng như vậy. Tránh tránh đi cô, đỡ ra ra chụp ổng cái coi. Ê, theo chữ nó quẹo vô không? Thâu cô. Sao nó chung vô cái bụng cô ốc đỏ vậy? Rành quá nó khổ, rành quá nó khổ chứ không có gì dán giống như hồi chưa biết thì mình dẫn đâu đi đó nó dễ, còn rành quá coi như biết trước luôn. À, cái người mà không biết á thì ta dẫn đâu đi đó là nó khỏe, còn cái này biết trước nó khổ lắm. Sáu người với xe xong sao? 7 người hả? Cậu ơi, kêu bốn ông ở trước gồng lên đi, đi xuống lại á. Không, mà ngồng vậy con ngựa nó mừng. Không nữa đâu, để cho ngựa nó mừng. Nó thẳng lưng lên được lắm. Ngựa có ngựa. Còn xe ô tô kẹt nó, xe ngựa cũng bị kẹt không? Kẹt ngựa chứ không phải kêu kẹt xe nha. Ừ. Có chứ, mà tại mình không đi chứ sao không có cái tour nó không có xe ngựa. Tour này là có xe ngựa là đặc biệt, như là tour kia là nếu đi xe ngựa phải thêm tiền, hiểu không? Nghĩ như câu đồng quá mà quá con câu cô nghe chị bà chị được mười bà chị bà con mới là bê chứ anh bê thui em thấy anh à? Con là kêu con gì? Từ từ cái đó là phải có giải thưởng đặc biệt mới nói cho ông hai để giải thích liền đâu. Không biết cái câu nào mà sao mà tôi không biết lên. Nó là một phần nhưng mà chủ yếu cái nút hợp đồng mình đi. Thôi. Cái nào á? Hợp đồng lắm. Hợp đồng là đi chốt này. Ủa một người chưa biết có ai đâu chụp. Cái miệng em nói cái mã chị.
Rồi. Rồi. Còn đây là U7 mấy rồi nè. U71. Còn đây là U41. Còn con này là nó thiêu nó đu vô ghê lắm mẹ. U41 để ném tay ra hoài. Đó, đây là đó. U1 2. Cái màu biết trực tiếp bằng lại cái màu trực tiếp bằng lại trực tiếp mà trực tiếp mà tôi lỡ dài hiểu lầm người ta nên cổ đời tôi vì ai gian dối khi còn yêu đón đợi từng ngày khi còn yêu biến dù dù gì bây giờ bạc lòng trả thế. Có sự hát giao lưu, hát không có chuyên, có nghĩa là đây là những cô gái người dân ở miệt vườn sông nước mình thôi, chung hay là ca sĩ chuyên nghiệp, do đó thì họ thích đờn ca tài tử thì họ cùng với nhau tạo thành một cái nhóm.
nhóm để hát phục vụ cho du khách phương xa, cũng như là xin mời đoàn mình sau khi cái chương trình mà người dân ở đây biểu diễn xong thì mời các anh chị mình ai có biết hát biết hò gì đó thì mình có thể lên đây mình có thể hát những cái bài hát ở xứ mình cũng được. Thì cái anh đánh đàn này ảnh sẽ chạy theo mình, có nghĩa ca sĩ được quyền hát trước, nhạc sĩ dí theo nên không có sợ bị rớt nhịp. Dạ, một tràng pháo tay cổ vũ cho cô nhà Thu Hồng và với tác phẩm là Mưa Rừng. Đừng nói
lại gia đàn cho em và nghiệp đôi. Đẹp tiếp tục chương trình, cảm ơn sân hát bài quay cổ đồng hồ quanh chiếc áo bà ba. Dạ, là một bài hát rất là đặc biệt và rất là dễ thương của người dân miền Tây tụi em, đó là bài Hoa Tím Bạc Lăng. Một tràng pháo tay cho đôi trai tài gái sắc. À, đây là người ta là cặp đôi hoàn hảo đúng không các anh chị, mà ở đây là cặp đôi hoàn cảnh, nhiều hoàn cảnh nên bị tụi em ghép lại với nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
họ nhà xe hát một bài hát là con tiếng bằng lăng cùng với cô bạn nhà gái ở Bến Tre Tiền Giang. Trời tháng tư em mặc áo hoa cà, qua ngõ nhà anh em kéo nghiêng dành nó, giá bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng. Em rong riêng lượng gói vào chiếc khăn cất cẩn thận trong mày quá.
anh trở lại quê xưa lòng lòng rộn ra. Niềm vui chiến thắng gặp lại em vẫn hẹn cùng kéo nghiêng dành nón tóc vẫn cài màu hoa tím băng lăng. Em biết tình đôi ta không thể cắt ngăn dẫu ta chưa nói với nhau một lời nhắn gửi. Nhưng em ơi lửa tình yêu đã cháy ngời trong ánh mắt và trái ngày biết bao nhiêu tháng đợi năm chờ. Trải qua bao cảnh nắng mưa màu hoa tim năm xưa xinh tặng. Cầm qua em mỉm mỉm cười như màu hoa tim trọn đời thủy chung. Em xin lỗi ông bạn quá lâu lâu đứng gần trai đẹp em thì khóc em hát lộn. Dạ. À, dạ quá tuyệt vời đúng không ạ? À, ý là ảnh là người miền Trung á, chứ ảnh mà là người miền Tây tụi em thì chắc là bị hốt lâu rồi. À, chị nào mà có quen với vợ ảnh về mét lại giùm em nha. Nói anh cùng mở miền Tây là ít nhất cũng phải là hai ba vợ chứ không phải một vợ đâu. À, dạ. Dạ đúng rồi. À, thì thể theo lời yêu cầu của các chị trong đoàn thì hướng dẫn viên ở địa phương cũng xin hát tặng cho quý đoàn mình một bài hát cùng với lại cô Ngọc Hân, đó là bài hát về miền Tây đúng không ạ? Rồi một tràng pháo tay cho em Thủy và Hân đi ạ. À, cái này là cây là nhà lái vườn nha. À, mình không thuộc là mình ráp qua lời hát. Dạ đến theo chương trình Thanh Vân và chị Liễu sẽ trình bày tên cổ con gái của mẹ. Mẹ thương bao con thân gái đục trong. Con
vừa lo sợ trong lòng. Không biết là con của mình có làm đẹp giá bên trong. Mẹ đã làm dấu nửa đời nên mẹ biết cái đắng trong bề nước mắt chan cơm. Nếu mẹ chồng con quá khắt khe, con hãy vì thương chồng mở lòng chiều chuông. Đi đứng quanh tay nói năng cho nhỏ nhẹ, kéo đám em chồng con nó mai miệng nặng lời. Về sống bên những kẻ lạ người xa, phần lo sợ phần thương nhớ mẹ. Cực khổ gian lao đến đâu con gắng chịu, nhưng biết làm sao cái mai rủi trong đời. Tiếng ai hát giữa đêm thanh dân, âm thanh buồn nghe cái đắng làm. Dạ cho em hỏi còn có chị nào có tinh thần văn nghệ xin mời lên giao lưu với đội cho vui ạ. Và mình có thích nghe bài hát nào không? Cái cầu đội thuộc đội sẽ hát cho đầu mình nghe. Hát bài kết giùm chị. Dạ. Dạ để kết thúc chương trình đội tình tử có khách bài hành trình trên đất Phù Sa. Đi qua đây cô. Đi qua đây cô.
Rồi giờ tay vô vô đây sắp nha. Là sắp vô rồi á. Chị ngồi chuột. Chị ngồi băng dưới đi. Rồi có người nào ốm ốm nữa không? Chị ngồi vô này vậy má. Xuống. Ngồi băng dưới chung với cái cô nội nắng đỏ. Ngầu ngầu với bà già. Bước vô giữa, bước vô giữa. Dạ, dạ, đang lên giá nên mình ra hai cái tay mình chụp hai cái cây. Ngầu ngầu đó luôn cũng được. Ngầu. Có chị Thiền không? Từ 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 đi nha em, từ từ đi. Để đợi đoàn theo nè, quay phim. Đậu nấu đi. Đậu nấu lên. Bà thơ lên. Đâu có lấy nấu ngon vậy? Mới đưa á, bà mới đưa mình á. Rồi. Dạ dạ. Nấm thằng. Ngoạn rồi yên quá. Nấm rồi thằng cá cháu, cá bà nó, cá nước tay. Nói đi, hai người nhớ nấm đi đi. Bà khoái sướng không? Em phải sướng, mình phải chiều. Tôi là lái đò, lái xe, mấy cô lái đò, phải chiều bà chút. Đó, nói bà chú sĩ chờ bán chút rồi bán ba đậm này. Đâu còn chiếc kia đâu rồi, mà hai chiếc rồi hả? Hai chiếc rồi bà. Coi chuối làm rễ này. Còn chiếc nữa. Không, chiếc không quan trọng, em vui chiếc này có bà chủ sĩ nè. Em có bà chủ sĩ nè, bà chủ á. Bà đại gia nè. Quang nè, đấy, mới quốc phá rễ liền này. Thấy chưa? Bà qua để cho bà qua mặt cây. Ở bà chủ sĩ qua mặt. Ông không dám đụng rễ mà nè. Chờ bà qua mặt bà bo đậm luôn. Rồi về đi luôn cho nó vui chứ mới đâu. Ơi đồ đuối rồi em ơi. Đuối rồi em ơi, quay mầm mầm luôn em ơi. Khoái nước. Thiền luôn, nói rồi, bà Vân cho, tôi hết tiền rồi, tôi đang mất tiền lễ nữa, hồi nãy tôi cho 10 ngàn, tôi làm 200 ngàn lễ hết rồi, vậy tôi 1 ngàn đó, để hồi Vân cho tôi rửa ngàn 3 thiền luôn rồi Vân, để xem rồi đó. Chuyện này còn có chuối hết á. Tháng năm dẫn chồng đi, đi chuối. Ông thích đi lắm, nhà con nhỏ. Nhà con lớn rồi, dẫn đi luôn. Mấy nó lớn còn gì nữa. Ý đi học, không dẫn đi được. Không bao nhiêu chỗ. Ít quá rồi, tiền nhiều dữ á. Khổ lắm, mình tại sao em khổ con làm biết cái dữ tiền này. Cố lên, 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 cố lên. Bà chú này, bà chú em nhảy nè. Bà chú em nhảy luôn á. Bà chú em nhảy nè. Nghe ngoại dữ ha. Được mua ra. Được mua chị nghe gậy ngoại dữ ha. Vượt lên.
ghê cũ ghê mới gì luôn luôn nè. Ghê ghê luôn. Đua 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 chúng ta để tay tay ra kẹp nước tay từ từ lên kia đàng hoàng đi đứng lại quay mặt anh ơi quay kia đàng hoàng quay qua quay qua hello hello lên mạnh giỏi nha tôi đi luôn á lên bờ mạnh giỏi nha. Cảm ơn. Hai, cô chuối đi qua Campuchia luôn đây. Đi luôn, đẹp dữ quá. Nó bật lại một ngang ngửa hết rồi. Đẹp dữ nó chỉnh cái chuồng hơn chứ. Trời ơi, chuồng ơi thật sự đã chuồng. Rồi, cảm ơn hết quý vị nha. Có thể ba chuối cho mỗi chuối 50.000 đó. Rồi, bây giờ đi về kiểu dừa. Dạ. Kiểu dừa nó là xong phải không? Đọc rồi. Đi chuồng nào quên hả? Bên đây chuồng nào quên rồi tới? Chuồng quen chuồng nào? Bên kia phải không? Vé được chứ? Đi nãy mình chụp hình mình có mở khẩu trang không ta? Hồi nãy á, nãy chụp hình mình có mở khẩu trang không quên rồi. Đó.
Hey, hey, hey. Hello. Ồ, nên tao mới cho thấy cái mặt ha. Hello. Ơi, mày chỗ trang tao. Không quỳ không thấy. Hai, hai. Hai là bốn. Đi chấp theo tà cứu đây. Chấp theo tà cứu đây. Chị mình đi hướng cầu thang này đi cắt cây đây. Đây. Bè con em gái tụi mày nó vui là mẫu người mẹ con mà lè con. Mấy người đi lòng vòng rồi nó chơi chứ. Điệp chuối chuối à, mình đem đi lên bà nè nha. Chuối chuối điệp điệp hát cho nó thấy hả? Ừ. À, thấy chưa? Đi bà nè đây. Hối hận chưa? Hối hận chưa? À. Bà nè đây, bà nè lên đỉnh bà nè luôn à. À, lên đỉnh bà nè nè, độ sâu nè, 1500 mét nè. Thấy chưa? Chuối chuối điệp điệp tức chưa? Hai đứa mày lo đi làm đẹp. Mày lo mày đi làm đẹp. Ở đây không đẹp hơn là đi làm đẹp không? Ở đây không đẹp hơn nha. Vợ xếp lên kia chút coi. Ngọt quá chút quá. Ôi cái cây bông này đẹp dữ vậy. Bông bự vợ. Cổ xe gì luôn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Chuối chuối, đẹp đẹp. Chuối đẹp như kêu biết. Bà ở trong đó mà đi làm đẹp mà nhảy mũi là mệt lắm. Phát trực tiếp hay là gỡ? Phát trực tiếp. Phát trực tiếp nó đâu có coi đâu biết. Nó đèn thì nó báo rồi nè. Bùi Ngọc Thị Ngọc Điệp nó mất rồi nè. Mỗi sáng giờ người ta cũng chưa cắt đầu. Xét nghiệm rồi đó. Tà cứu nha, tà cứu Bình Thuận nha. Cáp treo dài 12 cây số
đồ đó béo gió quá vậy. Đây mình lấy tia ly gì mình bắn từ đầu tới ngọn thử á là 1600 biết á. Còn mình mở mấy giờ anh em mình nói gì bây giờ biết đâu ạ. Đủ má rớt đất ra nữa rồi. Cái phía này mình đi chạy xe mình đi lên bữa hôm kia mình đi lên mình nhìn thấy này. Ở phía biển á, mình đi sát biển nhìn thấy con núi đó. Có mấy cái chùa đỏ 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 ngói nè. Thì máy bay hạ cánh ăn to. Đó, hạ cánh đó nè, đó thấy chưa. Đó, thấy cái đem nhìn nhện ngầu trước không? Đem nhìn máy nhận tin ở khách ca 1 mình đó. Chưa, để nó bung chưa, có lấy dù. Tự ra chứ mình có đóng mở gì hết đó. À. Rồi bước ra. Bước tới nha, bước tới nha. Tới. Bước lui nè. Rắn thiệt cái chứ. Bây giờ bắt đầu đi bộ nè. Bộ này là Đi. Đây cái 500, 650 mét mà cái gì đâu mà dễ chịu. Đà Lạt rồi đó, Bà Nà cái này là nó lạnh luôn. Xe qua từ đây lên kia, bằng từ kia lên kia xuống đây. Thấy đâu xe. Đây đồ độ cao nó đâu có nhiêu đâu, 650 mét. Cái keo cái tóc ngõ nào. Đó, mấy bà chị ngồi lại hôm sau. Đó, chị bây giờ bữa nay mới muốn chịu keo không á. Chô cha cắm cờ rồi giống như quân sĩ mà đi hành quân không? Hành quân. Ừ, hành quân chống chống quân Mông à.
trước kia. Đi ngõ kia là lên thẳng cái tượng Phật nằm luôn dưới có cái chùa. Ngõ nãy mình không đi đó. Đây đây, đi qua cũng được. Đi ngõ kia gần hơn, đi ngõ này cũng được. Ngước cái mặt lên coi sao mà đi gì mà không thấy cái mặt đâu hết vậy. Chúng mà đi xuống ở kia, xuống chỗ nãy mà mình lên là mình thụt lại đó, xuống ở đó đó. Rồi mai sáng chúng tôi thì lên tôi xuống núi luôn. Rồi mở sáng chúng tôi xuống núi. Năm đó có tao mà. Mày biết dép đó nha. Dùng cho mấy giỏ mà xé, mà dép, giày, quần áo, đồ ta là đồ đạc sách ông gì nó bỏ hết trơn. Nó lo nó chạy xuống thôi con mà. Mấy đó to quá, sợ đó to. Rắn gì bằng cái dừa gì mà nó qua. Tại vì nó còn có còn gì lặn nữa. Tao lên tao đi tao lạy năm nào tao cũng lên tao lạy tao xuống núi đâu có đi chui đâu đâu. Ở bằng đây đã. Tao ở bên kia. Ở bên kia. Lên đây quay lấy nhất đi. Không mệt đâu vậy? Gì? Ngước cái mặt lên thứ bà già và bà cụ thứ cho người ta thấy là ớn luôn. Đó. Già cỡ đây mà còn leo được mà trẻ. Ba tượng Phật đứng ở núi Tà Cú, chùa Tà Cú. Còn một tượng Phật nằm nữa, chút nữa lát lên. Tới vái Phật đi. Đi qua chụp ông Phật Di Lặc. Dạ. Như là đây là cái chút là đi xuống à? Không, xuống đi lên. Đây bước qua đây. Không, chút nữa đi xuống. Đi xuống lối đó được xuống. Mà. Ở? Xuống lối đó luôn. À xuống lối đó luôn. Dạ. Rồi, dạ. Đó, không không đi quay lại đây. Ừ. Xuống cổng chính á. Tôi biết mà, kỳ đi mấy lần đi toàn được cổng đó không là mấy người đây. Phật Di Lặc nó làm đẹp. Đó, cái chùa này ha, cái tháp vuông này rất là đẹp. À, giống như phim Hồng Kông này. Nó đóng phim lắm rồi, đóng rồi. Dạ có chứ. Dạ, có chứ, như nhiều bộ phim đóng đây. Không, nó giá cảnh Hồng Kông này. Trung Quốc rồi này. Thấy chưa? Chỗ này là đẹp nhất trong các chỗ này. Đó. Bên kia có ông Phật không nằm thôi chứ còn không có đẹp bằng chỗ này. Chỗ này cảnh là đẹp nhất. Núi Tà Cú là được có cái chùa cái cảnh này nè, đẹp chùa Tà Cú qua cáp treo rồi đi bộ lên trên lưng chừng dốc. Cái độ cao cáp treo này là khoảng chiều dài nó 1600m và độ cao cái đỉnh núi là 649m nhưng mà mình ở lưng chừng này chắc cũng khoảng 350m 400m.
À, mình lạy Phật ở đây xong rồi mình lên tượng Phật nằm, rồi chút mình đi về, mình đi ngang qua đây rồi mình xuống ngõ ra trước cổng chính luôn, rồi đi qua bên chỗ Phật Di Lặc, tượng tạc bằng đá. Ở đây có thể nhìn thấy xe trên cái lối đi về, chút nữa mình đi về qua lối đó, và lối đó đi xuống đi về luôn, leo cái trèo luôn. Ở đâu chẳng có Phật, vì chùa mình có Phật vậy. À, quay em. Đây, tự nhiên. Đây. Cần gì anh rể, không có anh rể tôi cũng chở mấy người đi được vậy. Không có, nói con phía tây nhà này dâu. Anh rể mà chở là phải làm cho nó vui nó mới chở đi chứ. Tượng Phật nằm ở núi Tài Cú, dài 49m, dài nhất Đông Nam Á. Tượng Phật nằm niết bàn. Hai quay này. Không. Em gì? Em gái gì kia? Muốn chụp qua đây chụp cho. Dung. Qua đây chụp thấy Phật hết luôn. Mười lăm, mười sáu tuổi mà nói tôi là bà hết trứng rồi. Bà hết trứng. Bà anh. Con kiến heo. Cái gì, cái giả đò nựng tôi nghe không? Này cảnh đẹp. Ồ, cảnh này phải quay mới đẹp. Thì ông này cũng là chồng. Chồng rồi, chồng nữa, chồng thúng, chồng nia, chồng lồm, chồng miết, chồng lên cho cao tới đầu luôn, tới núi luôn chứ. Ông này có đồ, có cái cây, có thịt lũi, có chồng đi. Đây tượng Phật Di Lặc. Tượng đá, Phật Di Lặc của chùa Tà Cú. Rồi cái bụng cái ra lá duyên. Rồi bụng mới có tiền đó, trời ông đó. Bụng tiền mà, ổng bụng nhờ bụng đó, ông mới có tiền đó. Trời ơi, đúng không á? Bụng ra. Ông là bụng bia. Không có, nó giỡn không. Bụng nó bụng tiền á, ta thờ ổng là thờ cái bụng không á. Ông Phật này là ở trên núi núi Cấm, là tượng hình màu trắng rất là to. Phật Di Lặc. Ở núi Tà Cú thì bằng đá xanh. Ở đây cái hòn đá ở trong núi người ta tạc luôn, tự tạc luôn. Ở đây nó có cái TTC tập đoàn Thành Tâm. À, ta cúng dường từ tạc cái tượng này ở trong một viên đá ta chẻ ra này, đá nguyên khối luôn, nguyên khối con đá tự nhiên, đá tự nhiên ta tạc lên là điêu khắc lên tượng Phật Di Lặc ở núi Tà Cú.
Rồi ra bãi biển ra chụp hình. Để xếp bãi biển chụp hình. Rồi có quyền lấy khẩu trang ra dốc biển lên mét rưỡi rưỡi luôn. Đây bãi đá bãi màu đây. Rồi. Bãi biển là nó bãi cát còn cái này đá mà bãi màu. À, lựa thứ hai đếm đủ bảy bãi viên khác màu không? Đúng. Rồi cô cứ đếm ra đảo đó coi. Màu đen, màu đà, màu nâu, màu xám, màu gì đủ thứ đặc hơi hơn luôn anh các bạn thấy. Đẹp hơn màu luôn anh. À bãi sỏi, nhưng mà ta nói là bãi đá bảy màu. Đếm đủ chưa? Màu xám, màu tím, màu đen, màu xanh, màu nâu, màu gì mang cục rồi mình tính ra là nó đủ cho hơn luôn á chứ mười mấy màu luôn á chứ bảy. Ở đây nhìn qua thấy chùa Cổ Thạch đó. Chút nữa đi tới cái chùa đó là mấy người leo lên được lên mấy cái nắp đá này lên. Còn lên thôi nha, không phải bắt buộc. Đây. Nhìn từ xe trên núi đến núi này là cái chỗ bãi này có cái chùa Cổ Thạch phía bên đó. Đây là chùa Cổ Thạch cao đó. Cái chùa hang.